Dạ xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Giờ anh Tùng tiếp tục lên mé một cái cây cây dầu nha quý vị. Ở đây thì vẫn còn ở trong khu công nghiệp của Sa Đéc. Quý vị thấy nè, cái cây này nó cũng khá là gần cái hàng rào ha. Phía trong là xe cộ đậu rất là nhiều luôn. Kế bên là có mấy cái cây cao vua nè quý vị. Trái nó rất là sai luôn. Giờ anh Tùng mình sử dụng cái sợi dây để anh leo lên. Ở trong đây là khu công nghiệp. Trong đây là khu công nghiệp cho nên là xe ra vào rất là nhiều nha quý vị. Anh Tùng anh mới gỡ cái miếng thiết xuống. Đây anh chàng sợi dây qua, cái cây này rất là lớn luôn. Mình nghĩ cây này hoành chắc cũng gần cỡ 200 á. Kế bên đây thì anh Dân chứ anh Dũng với chú Ba bên đây cũng đang mé mấy cây nè, do là mấy cây trong khu nghiệp là trồng với số lượng nhiều á, cho nên là đi thì anh Tùng sẽ đi nguyên một đội luôn, gồm bốn thợ cưa. Anh Tùng thì anh đang leo lên cây bên đây như vậy, đây anh leo tốt lên trên đây rồi nè. Những cái cây dầu ở khu công nghiệp Sa Đéc thì nó có cái lá khá là rộng nha. Mình cũng không biết là cái điều kiện đất đai ở đây nó tốt không, nhưng mà thấy là những cái cây ở đây nó phát triển khá là xanh tươi luôn, lá rất là lớn. Cái thân cũng khá là lớn nữa, nhưng mà có điều là nó không có cao. So với những cây trên núi thì nó sẽ không có cao bằng. Do cái nhánh này là nó mọc ngang vô phía trong của cái công ty trong đó nha quý vị, của cái khuôn viên á, của cái nhà đậu xe đó, cho nên nhánh này là anh Tùng anh sẽ treo nó ra phía ngoài, cho nên đang lội qua để anh buộc dây. À cái này chỉ cần kéo cái phía đọt về phía ngoài một tí là nó sẽ rớt ra phía ngoài.
nên anh sử dụng cái sợi dây cũng khá là nhỏ. Nhanh rất lớn nha quý vị và các bạn. Nhanh. Anh sử dụng sợi dây để anh tự anh thòng xuống luôn, không cần một người nắm dây đứng phía dưới. Giờ thả xuống tới phía dưới à. Phải thật là cẩn thận nha, tại vì cái hàng rào đó nó khá là yếu nha quý vị. Cái hàng rào đó đó được xây cũng khá là lâu rồi, cho nên là mấy cái cây sắt á, nó bị mục hết rồi. Chỉ cần mà có một cái nhánh nhỏ rớt xuống là nó sẽ bị gãy. Phải làm thật là kỹ lưỡng nha quý vị, để tránh gây thiệt hại cho cái hàng rào phía bên dưới. Bên đây thì anh Dũng mình cũng đang mé mấy nhánh bên đây nè, cái cây kế bên cây anh Tùng đang cưa nè. Tiếp tục là anh Tùng mình sẽ treo thêm một cái nhánh nữa. Nhánh này thì nó càng nghiêng vô cái phía trong của sân của cái công ty phía trong. Anh thòng cái nhánh xuống thì bên dưới thì chú Ba Ngon sẽ gỡ dây để kéo mấy nhánh ra. Ở đây là xe tải chạy qua chạy lại suốt ngày như vậy nè quý vị, để họ chở vận chuyển nguyên liệu và các cái thành phẩm của mấy công ty ở đây nè, họ chở qua chạy lại. Cái dầu này nhánh cũng rất là lớn nha quý vị. Cây mà dầu nó có cái động thân nó từ quanh khoảng 200 thì nhánh của nó cũng tương đối lớn. Những cái cây này thì nó chủ yếu nó phát triển cái bề ngang á, cái đường kính của cái thân cây chứ nó không có phát triển cái bề cao nhiều. Bên đây anh Dân anh cũng mé gần xong rồi, anh Dũng anh cũng mé gần xong hai cây này. Hầu hết là mấy cái nhánh nào mà nó mọc vào phía bên trong cái sân á thì đều phải một là dùng cái tay mình kéo lại, hay là phải thòng dây. Wow, nhánh này khá lớn nha. Anh Tùng mình đã có buộc sợi dây á, nó sẽ kéo ra phía ngoài. Giờ anh hạ xuống tới dưới đất mới thấy lớn như vậy. Rồi quý vị thấy chú Ba Ngon đi lại ha.
anh lên cửa thẳng luôn, không có buộc dây. Đây là xe chở mấy hủ tiếu với bánh phở của xe đét nè. Xe đét thì ngoài cái đặc, một số cái đặc sản nổi tiếng như là bánh phồng, phồng tôm Sa Giang đó gì, thì còn có là hủ tiếu, hủ tiếu xe đét rất là nổi tiếng nha. Sa Đéc cũng là một cái nơi mà rất là nhiều cái doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi á, rồi dành cho thủy sản, gia súc. Ngoài ra là có rất là nhiều cái cơ sở xây xát gạo rất là lớn ở Sa Đéc nha quý vị. Cho nên là ở Sa Đéc có khá là nhiều khu công nghiệp. Do cái cây này nó có hai cái nhánh cho nên là sẽ cưa bỏ bớt một cái nhánh đọt, chừa một bên thôi. Lớn nha, anh nắm anh kéo ra ngoài luôn, còn nhánh khá là lớn nữa. Rồi bắt đầu anh sẽ cưa gọn mấy cái nhánh mà nãy giờ anh đứng như vậy, anh chừa mấy nhánh đó để anh đứng á. Xong rồi bắt đầu khi mé xong anh leo xuống, anh sẽ cưa gọn mấy nhánh đó lại cho nó sát cái thân luôn. Wow.
có thể là anh sẽ bắt đầu tháo dây và thả dây xuống luôn. Anh Tùng anh ném cái sợi dây xuống dưới luôn rồi quý vị. Lát nữa anh sẽ leo tay không xuống. Anh cưa cái cây rất là gọn gàng luôn. Cái chỗ anh đứng là cái chỗ mà cái nạn á, cái chán hai á, để nó ra hai nhánh thì anh sẽ cưa gọn. Rất là gọn nha quý vị. Cây suông gọn. Mình nghĩ mấy cây này á, người ta không có cưa ngang cái phần đọt á, là có thể là người ta dưỡng á, để sau này người ta lấy gỗ. Tại vì cái cây này nó còn phát triển cao lên nữa, và gỗ của cây dầu thì cũng khá là tốt, nên là có thể là họ thuê anh Tùng mé như thế này để cho cái cây nó mọc nó thẳng lên, tập trung nó phát triển cái phần gỗ của cái thân á, cho nó chắc lại, sau này lấy được nhiều gỗ hơn. Bây giờ cái cây này nó có cao khoảng 24-25 mét thôi. Giờ anh leo xuống nè. Cái cây này là cái hoành là anh ôm không giáp luôn như vậy. Quá chừng nhánh ở dưới rồi. Nãy giờ anh chưa anh thả ở dưới nè. Xong, hoàn thành một cây nữa. Dưới là bắt đầu anh tỉa bớt mấy nhánh ra, có vẻ như cái sợi dây nó còn đang vướng ở trong cái đống cây á, cái đống nhánh. Cây bên đây rồi mình xin kết thúc clip tại đây nha quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.